Hello, xin chào các bạn. Mình là thầy Phong Hai Nót. Mình là chuyên gia tư vấn về thanh nhạc. Nếu các bạn đã biết tới kênh của mình rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ biết mình thôi. Còn nếu mà chưa biết thì hãy đăng ký kênh và theo dõi mình trong kênh của mình sẽ có rất nhiều các video hướng dẫn về thanh nhạc, hát hò. Ok, và hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề đó là cách sử dụng hơi hiệu quả. Biết tại sao mình nói vấn đề này không? Mình thấy nhiều học viên của mình đến tham gia học thì các bạn vẫn chưa có sử dụng được hơi, mà không biết tại sao. Mà các bạn, có nhiều bạn cũng đã học thanh nhạc ở nhiều nơi rồi, còn có nhiều bạn cũng đã xem video YouTube rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn không có thể sử dụng được hơi một cách hiệu quả. Thì nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hoặc là chia sẻ cho các bạn những cái cách mà có thể sử dụng hơi hiệu quả của mình rất đặc biệt. Các bạn nhớ đón xem nha. Thì đầu tiên á, sử dụng hơi hiệu quả là sao? Đó, hiệu quả là sao? Cái khi mình hát là mình dùng hơi để hát, thì các bạn nhiều 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 bạn có tham khảo về thanh nhạc, các bạn cũng đã biết rồi. Đúng rồi, mình dùng hơi để hát, nhưng mà dùng hơi thế nào gọi là hiệu quả? Phần lớn các bạn học hát á, thì các bạn thì hay hay các bạn hay hỏi mình á là thầy ơi sao em bị lên cao không có được, hoặc là lên cao nó bị bóp cổ họng lại, hoặc là em hát cao không được, hoặc là giọng em nó sao nó mỏng quá vậy thầy, vân vân. Thì cái vấn đề ở đây là vấn đề của bước đầu tiên trong việc tập luyện thanh nhạc luôn, đó là các bạn chưa có thói quen sử dụng hơi hiệu quả đó. Mà sử dụng hơi hiệu quả là sao? Sử dụng hơi hiệu quả là hơi thở phải tạo ra được âm thanh hay, đúng không? Đúng không? Hơi thở phải tạo ra được âm thanh hay và thì nó được gọi là hơi thở hiệu quả. Các bạn để ý giùm giúp mình là hơi thở mình phải tạo ra được âm thanh hay. Các bạn tập hơi mà các bạn không tạo, khi các bạn hát á, các bạn dùng hơi của mình hát đó, nó thì dùng hơi, dùng lực, dùng sức, nói chung là dùng cái gì đó nhưng mà bắt buộc phải dùng hơi, không có hơi thì chúng ta sẽ không hát được đâu. Đúng không? Thì hơi thở phải tạo ra được âm thanh hay. Âm thanh hay là một âm thanh như thế nào thì mình sẽ nói với bạn sau, nhưng mà âm thanh hay là một âm thanh rõ ràng và đầy đặn. Thì câu chuyện đây mình sẽ làm một cái video nói về âm thanh hay luôn. Đó, âm thanh chuẩn, âm thanh không bị phô. Đó, còn bây giờ mình đang nói về hơi, hơi phải tạo ra được một một loại âm thanh, mà âm thanh đó là phải là âm thanh hay mới được. Còn nếu như tạo ra âm thanh mà âm thanh không hay, ví dụ như mỏng quá, dày quá, âm thanh không nghe gì cả, vân vân, thì đó, thì cái âm thanh đó không hay, nó gọi là không hay, thì hơi thở đó là một hơi thở chưa hiệu quả. Ok ha. Các bạn để ý mà, hơi thở phải tạo ra được âm thanh hay thì nó mới gọi là hơi thở hiệu quả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tới việc là thường các bạn tập luyện hơi thở theo cái cách mà mọi người thường hay hướng dẫn các bạn ở trên YouTube hay là các thầy cô khác. Đó là bước 1 là các bạn sẽ lấy hơi vào cả mũi và miệng. Cả mũi và miệng nha. Rồi. Và sau đó là chúng ta đưa hơi xuống bụng. Người ta gọi là thường thường hay gọi là dân dã hay gọi là lấy hơi bụng. Rồi sau đó là chúng ta giữ hơi lại và chúng ta đẩy hơi lên và tạo nên âm thanh, và đâm ra đẩy hơi lên để hát đó. Thì chúng ta có 3 bước: lấy vô, giữ lại và thả hơi, lấy giữ và thả. Thì ba yếu tố này thì yếu tố nào là yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất đó? Cái đó mới là cái vấn đề đó. Yếu tố nào là yếu tố cốt lõi và yếu tố quan trọng nhất để tạo nên âm thanh hay? Rồi, nhiều 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 bạn thường hay nói là phải lấy hơi thật là nhiều, giữ hơi thật là mạnh, gồng vô mạnh tới nỗi mà nén cái người lại tới đau luôn, có cảm giác bị đau đớn khi 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 mà mình sử dụng hơi. Thì cái đó là sai. Khi mà mình tập hát, mình sử dụng hơi, là bất cứ vấn đề về về luyện thanh mà chúng ta cảm thấy đau đớn ở đâu đó, là cái đó là sai rồi đó, cái đó chưa đúng đâu, tại vì nó bị tổn hại đến cơ thể. Nên vấn đề ở đây là cái hơi của mình thì yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất trong việc trong ba bước đó? Thì yếu tố quan trọng nhất quyết định cái việc tạo nên âm thanh hay
là yếu tố thứ ba, đó là yếu tố thả hơi. Hơi thở phải được đưa lên trên và tác động vào các khoảng vang. Tác động vào các khoảng vang, và lúc đó hơi thở sẽ được bồi nó hỗ trợ vào trong lực hát á, để nó tạo nên âm thanh. Và âm thanh lúc đó hay hay không là do mình điều khiển hơi thở có khéo léo, có tinh tế hay không, là nó là một cái quá trình rèn luyện. Nhưng các bạn phải để ý giúp mình, cái ba trong ba bước sử dụng, tập luyện và sử dụng hơi thở, thì cái bước mà thả hơi lên á, hơi lên trên á, thì nó mới là cái quan trọng, chứ không phải là cái bước lấy hơi vô rồi giữ hơi lại, thả hơi lên nào. Thì thả hơi lên là cái quan trọng nhất, còn lấy hơi vô và giữ hơi lại nó là yếu tố cũng quan trọng, nhưng mà nó không phải là yếu tố quyết định để tạo được cái âm thanh đó hay nhất, hiệu quả nhất. Thường á là các bạn á sẽ tập á là lấy hơi thật là nhiều, giữ hơi vô thật là chắc. Nhưng mà nếu như các bạn thả hơi không khéo léo, không đúng chính xác vào các khoảng vang, thì âm thanh nó sẽ không được tạo ra. Ví dụ như các bạn đưa hơi lên trên miệng mà các bạn đẩy hết cái lượng hơi đó ra ngoài, giống như các bạn chưa kịp hát cái câu là thôi, là bao nhiêu chữ tôi á, thôi là bao nhiêu hơi nó được đẩy ra hết luôn, nó được cống hiến ra ngoài thiên nhiên đó. Nhưng nó không tạo nên một âm thanh thật sự, thì lúc đó bao nhiêu hơi nó cũng không quan trọng, đúng không? Bao nhiêu hơi nó cũng không quan trọng hết. Vậy vì việc tập là lấy hơi thật là nhiều, giữ hơi lại, nó chỉ là phần phụ. Mình vẫn phải tập, nhưng mà mình đừng dành quá nhiều thời gian để vào trong việc là tập lấy hơi, giữ hơi, mà mình hãy dành cái thời gian đó nhiều hơn các quỹ thời gian khác, mà mình tập luyện cái cách là đưa cái hơi thở của mình lên trên vào các khoảng vang thật là khéo léo, thì nó mới tạo ra được âm thanh hay. Đó là yếu tố thứ hai ha, các bạn để ý mình nha. Rồi, sau khi mình hiểu rồi, đúng không, mình đã tập luyện được rồi, mình đã đưa cái hơi thở, lấy hơi vô, nén hơi lại, đưa hơi trên khoảng vang rồi, thì khoảng vang nào là khoảng vang quan trọng nhất? Cái đó mới là cái quan trọng, đúng không? Khoảng vang nào là khoảng vang quan trọng nhất để tạo nên âm thanh? Chứ mình nói chúng ta có nhiều cái khoảng vang lắm, nhiều cái khoảng vang mà không biết khoảng vang nào. Vậy thì khoảng vang quan trọng nhất để tạo nên âm thanh, các bạn để ý kỹ nha. Khi chúng ta hát thì phần mà chúng ta tạo nên âm thanh nhiều nhất, rung nhất, đó là phần mặt của mình. Mặt của mình đây. Khi chúng ta đang nói cũng vậy, thì cái khoảng vang ngay vùng mặt là khoảng vang hay nhất, hiệu quả nhất, và rất rất nhiều các kỹ thuật thanh nhạc và các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới họ sử dụng khoảng vang trên mặt để hát. Đó thì các bạn sẽ để ý đi, các ca sĩ kể cả Việt Nam và cả trên thế giới họ sử dụng khoảng vang trên mặt để họ hát. Và khoảng vang trên mặt là cái gì, ở đâu? Thì nó gồm có khoảng vang là cái vòm miệng của mình nè. Cái vòm miệng là cái phần ở dưới đây nè, đúng không? Cái phần vòm miệng thì nó có phần trống là miệng của mình đấy. Thì miệng của mình nó có khoảng vang là nó tạo nên các âm thanh ngay chỗ vùng miệng. Từ đây nè, nguyên một vòm ở đây là khoảng vang ở cái vùng này, là cái vùng cực kỳ quan trọng luôn. Và nó tạo nên, ngoài âm thanh ra, nó còn có nhả chữ cho mình nữa. Bởi vì cái miệng mà, miệng là nơi phát âm mà, đúng không? Cực kỳ quan trọng, các bạn để ý khoảng vang này. Tiếp theo là để chinh phục các nốt cao, thì chúng ta lại tiếp tục mở cái khoảng vang trên mặt của mình. Nó là trên mũi nè, trên má đó, mũi nè, má nè, đó, ngay chỗ mắt của mình nè. Đó là những cái vùng khoảng vang nó có đây. Đó là ở đây thường thường là các ca sĩ họ sử dụng các nốt gọi là trung và cao, thì họ sử dụng cái khung khoảng vang ở trên mặt này. Và khoảng vang ở trên trán có luôn nha các bạn, ở trên trán có luôn, thì đó là vùng khoảng vang chinh phục các nốt siêu cao, rất là cao. Đó là nó lên trán là nó muốn lên tới đầu mình rồi đó, thì thường thường nó sẽ kết hợp, nó sẽ cộng hưởng với vang ốc rất là nhiều. Đó thì ba cái vùng khoảng vang, một hai khoảng vang ha, miệng,
má và trán là ba cái vùng cực kỳ quan trọng. Vậy thì hơi thở để tạo thành âm thanh hay, nó phải tác động vào ba cái vùng khoảng vang này khéo léo cùng một lúc. Phải mình phải nói là khéo léo, là tùy theo cao độ mà vị trí âm thanh nó sẽ thay đổi. Thay đổi thì lúc đó đưa thấp hay đưa cao là do hơi thở nó sẽ phân bố khéo léo theo sự điều khiển của chính bản thân mình. Khi mình hát cái cao độ từ bài thấp thì mình để khoảng vang âm thanh nó thấp thôi, đúng không, dưới miệng thôi, đừng nhấc lên gò má. Những cái nốt cao thì bắt buộc phải đẩy lên cao, đó là sự khéo léo do sự tập luyện. À vậy thì các bạn để ý nha, có ba cái yếu tố thôi. Thứ nhất là hơi thở hiệu quả là như thế nào. À hơi thở hiệu quả là hơi thở phải tạo được âm thanh hay là thứ nhất, và cách dùng cái hơi thở để tạo nên âm thanh hay thì nó có ba bước. Nhưng mà yếu bước nào là quan trọng nữa thì cái bước ba bước thì bước nó gồm có ba bước. Bước một là lấy hơi, nén hơi, giữ hơi đấy, và thả hơi. Thì cái bước thả hơi là yếu tố quan trọng nhất, mình nên dành thời gian vào cái bước thả hơi nhiều hơn nha các bạn. Mình thấy mọi các bạn tập quá trời luôn, tập gì nén hơi rồi xì hơi làm quá trời, mấy cái đó giúp cho các bạn có nhiều hơi hơn. Nhưng mà các bạn không biết cách sử dụng hơi thì bao nhiêu hơi nó cũng vô dụng. Ok nha, các bạn để ý vấn đề đó giúp mình. Rồi tiếp theo, vấn đề thứ ba đó là khi hơi thở chúng ta biết là yếu tố đó quan trọng mà chúng ta đi vào tập luyện rồi, thì hơi thở nó phải thả hơi ra đâu? Nó thả hơi vào các khoảng vang. Nó thả hơi vào các khoảng vang trên mặt của mình. Mà khoảng vang trên mặt nó có 3 phần kết cấu. Phần thứ nhất là vang miệng, phần thứ hai là vang má, phần thứ ba là vang trán. Thì ba cái kết cấu này nó phải sử dụng hơi thở á, sử dụng nó phân bổ vào các khoảng vang cùng một lúc để tạo nên âm thanh hay. Ok. Đúng không? Nói ra thì nó nhanh, nó gọn lắm, trong vòng có mấy phút là có thể nói được rồi. Nhưng mà việc tập luyện nó là một cái quá trình. Cái quá trình hình thành một thói quen sử dụng hơi khác đi. Ví dụ như ngày xưa giờ mình tiềm thức giờ mình nói chuyện bằng cổ không à. Mình hơi phần lớn các bạn dùng ở cổ. Tới cổ là các bạn dừng lại. Đúng không? Bây giờ mình phải thay đổi thói quen là mình không dùng hơi ở cổ nữa, mà mình đẩy hơi lên trên và mình nói chuyện bằng cách sử dụng hơi ở khoảng vang bên trên mặt luôn. Nó là một quá trình thay đổi thói quen, vì vậy là tập luyện kỹ nha. Ok. Không, ví dụ mình hát một câu hát đơn giản cho các bạn thấy được. Ví dụ như là ta quen nhau, các bạn thấy mình tác động hơi nè. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, đêm có hay, đêm có hay. Mà giọt buồn hoài vương trên môi mừng đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn xa bằng. Đó, khi các bạn thấy mình nói chuyện thì mình có sử dụng cổ, đúng không? Nhưng mà mình ít lắm, bởi vì mình đã vận dụng quen cái thói quen đó rồi. Ngày xưa mình nói cổ là 100%, nhưng mà sau khi tập luyện nó hình thành một thói quen, bây giờ mình nói cổ lại chỉ còn khoảng 10%, đó 5%, tùy theo cách mình vận dụng. Và mình có thể nói cổ 0% luôn đó. Nếu mà mình nói cổ 0% là nó ra trong gió như thế này nè, là hết luôn rồi, nó không ngon. Thì cái đó là cách sử dụng làm sao để cho nó phù hợp nhất. Ok ha. Chúc các bạn sẽ thành công và chúc các bạn có thêm những cái định hướng, những cái hiểu biết của mình về cách sử dụng hơi, và nhớ là thay đổi cách sử dụng hơi cho nó đúng. Đừng có lo tập luyện hơi mà tập luyện theo kiểu là lấy hơi cho nhiều vô hoặc là giữ hơi cho mạnh vô, nén lại. Rồi các bạn, mình thấy các bạn tập luyện mình cảm thấy mình bị đau quá, đau người, đau bụng, đau cơ, đau. Không cần thiết đâu. Có nhiều người hơi ít hơn các bạn rất nhiều. Họ chỉ sử họ xì hơi được có 10 giây, 15 giây à. 20 giây là maximum mà họ hát ra câu nào câu nấy, từ nào từ nấy cực kỳ hay, ấm áp và tình cảm. Hãy nhớ cái vấn đề đó, khi chúng ta tập hát chúng ta phải đặt
cái mục tiêu nó vào trong cái việc là làm sao để có được âm thanh hay và có được hát hay, chứ không phải là chúng ta phải lấy hơi cho nó nhiều hoặc là nén hơi cho nó mạnh nha. Ok rồi, các bạn có những cái vấn đề nào thắc mắc về thanh nhạc hoặc là cần mình giải đáp hoặc là cần mình tư vấn hoặc là các bạn muốn học thanh nhạc online và offline thì cứ đăng ký liên hệ của mình bên dưới. Mình là thầy Phong, chuyên gia về hướng dẫn thanh nhạc. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.